Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm 904k. Đấy thì mỗi hôm mình sẽ cầm một số vốn khác nhau nhá. Ôi vào nhầm đặt bom anh em ạ. Rồi thì hôm nay mình sẽ cầm 900k vào chơi cũng như là kiếm tiền trên con xích bo cho anh em xem nhá. Rồi anh em vừa xem qua cầu là anh em biết mình bắt con gì rồi đấy anh em ạ. Anh em vừa xem qua cầu là anh em biết mình bắt con gì rồi đấy, 4 này. Đánh cho anh em một cầu cho anh em sợ luôn. Đánh cho anh em một cửa, 6 cửa mình đánh một cửa cho anh em sợ luôn anh em thấy không? Đấy, anh em biết vì sao mình biết nó ra 44 không? Đấy, nãy 11 xong rồi nó sẽ ra 44 anh em nhá. 11 nhưng mà nó đi cầu cách anh em ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt con 2 với con 3 đây. Rồi. Mình thấy nó ra cầu kép cầu đuôi nhiều cho nên mình theo 44 là hợp lý luôn anh em nhá. Bắt một cầu cho anh em xem cho nó sợ luôn. Mở bát, ok ăn tiếp nhá. Hai tay ăn thông cả hai này. Tay này mình không dám tới tay anh em ạ. Đấy. Thì hôm nay mình lại tiếp tục áp dụng công thức hai cửa cho tất cả anh em cùng xem tiếp nhá. Rồi vừa rồi ra con 3 thì bây giờ thì không bao giờ mà tránh được cái con hai với lại con 4 rồi anh em ạ. Đấy, anh em mà bắt 3 cửa là bắt thêm cả con 5 nữa nhá, hoặc là con 6 anh em. Anh em bắt 3 cửa thì nó tỷ lệ nó ăn nhanh hơn. Đấy, nhưng mà chỉ cần bắt 2 cửa thôi là mình đủ ăn rồi. Rồi anh em nhá, ăn thông nãy giờ nhá, chưa mất tay nào cả anh em ơi. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với lại mô tả rồi nhá. Đấy, anh em tải xong vào nhóm Tele nhận code 20k miễn phí, xong anh em inbox qua Zalo cho mình. Mình sẽ tặng anh em hai bộ công thức xích bo, 2 cửa với lại 3 cửa. Và mỗi người mình sẽ đưa về bờ 1 đến 2 lần mất hoàn vốn nha anh em ơi. Đây là mình đưa anh em về bờ miễn phí 100% nhá. Ăn tiếp con 4 này. Đấy, chưa mất tay nào anh em nhá. Từ đầu đến cuối chưa mất tay nào. Thì mỗi hôm mà mình sẽ lên một cái video xích bo cho anh em xem ở trên cái kênh Đình Lâm game bài đổi thưởng này, với lại kênh Đình Lâm nhá anh em. Hai kênh. Đó thì anh em xem mình nhớ ủng hộ bằng mình bằng một cách like, đăng ký kênh, và đặc biệt nữa cho mình một lượt chia sẻ cho nó lan rộng ra cho anh em cùng biết để về bờ cùng mình nhá anh em. Ok, đánh nãy giờ thì 5-6 tay thì cũng xịt một tay rồi anh em ạ. Không sao cả anh em, xịt một tay có 2 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ ra anh vào lại phát nhá. Rồi thì một video mình sẽ ra vào lại tầm 1 đến 2 lần thôi anh em. Đấy, còn nếu mà mình để anh em chơi ấy thì anh em chơi tầm 2-3 tay anh em cứ ra vào lại một lần cho mình nhá, cho nó thay đổi cái cầu hoặc là cho nó đỡ bị soi anh em. Đó thì mỗi hôm mình dành ra một tiếng buổi sáng tầm 9 đến 10 giờ thì mình sẽ đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ nhá. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua cho mình, số Zalo mình luôn luôn để trong mô tả nhá. Mỗi người tải thì mình sẽ đưa về bờ 1 đến 2 lần. Đấy, mất thì mình hoàn vốn cho anh em. Rồi 3 triệu rưỡi này, ăn ngay 3 triệu rưỡi còn 4 vào mồm nhá. Rồi bây giờ thì đã lên 25 cụ rồi anh em ạ. Còn anh em nào muốn xem mình livestream thì buổi tối tầm 8 giờ 8 giờ tối hàng ngày anh em vào kênh Đình Lâm Gaming. Đấy, lên YouTube gõ Đình Lâm Gaming nó ra kênh mình sẽ like con bình bốc này. Mỗi hôm like thì mình sẽ dành ra 4 đến 500k lọc lãi cho anh em hàng ngày nhá. Anh em vào xem giải trí cho vui thôi anh em nhá. Ô là trời ơi, mẹ cầu chuẩn thế nào nó không ra nè. Đấy, nếu mình bắt 3 cửa thì không thoát rồi anh em ạ. Còn bắt 2 cửa thì phải chấp nhận thôi. Đấy, chơi công thức 2 cửa thì phải chấp nhận thôi. Đấy anh em lên YouTube chưa có ai mà dám chơi xích bo 2 cửa cả anh em ạ. Chưa có ai mà đẳng cấp chơi xích bo 2 cửa mà ăn đặc nhiều như mình. Mình đảm bảo với anh em luôn, chưa có thằng nào dám chơi như thế này cả. Rồi, mở bát. Ok chưa? 3 triệu này. Ok chưa? 3 x 5 15 lên 29 củ này. Không biết hôm nay vốn 900 của mình lên bao nhiêu. Mỗi hôm mình sẽ cầm một số vốn 500, 600, 700, 8, 9, 10 đến 1 triệu rưỡi anh em nhá. Từ 4-500 đến 1 triệu rưỡi mình sẽ chia ra mình chơi mỗi ngày một số vốn khác nhau cho anh em xem cho nó vui vui anh em. Đấy, anh em xem mình giải trí thôi. Ai muốn trải nghiệm thì trải nghiệm nhá. Rồi, 6-5-30, 30 củ nữa này, trừ 6 củ còn lại 24 củ nhá. Rồi bây giờ 52 củ rồi anh em nhá. 900 lên 52 củ rồi. Bây giờ mình sẽ ra vào lại một lần nữa rồi mình sẽ dừng clip nhá. Rồi thì hôm nay mình sẽ ra vào lại tầm 2 lần. Đấy, để xem hôm nay vốn 900k của mình thì lên bao nhiêu. Hiện tại đã lên 52 củ anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt con 3 với con 5 anh em. Mỗi con 5 củ 5 nhá. Rồi để xem phát này như thế nào. Rồi mở bát nào. Ok, 5 5 25 25 củ nhá.
Đấy thì con game này thì anh em chỉ cần nạp đầu 100k thì anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k anh em nhá. Đấy cực ngon luôn. Chưa thấy con game nào mà khuyến mãi với lại chơi sướng như con Minh Bốc này anh em ạ. Mình nệ luôn anh em. Bây giờ mình chỉ chơi mỗi con Minh Bốc này thôi anh em ạ. Mình chả tin bố con game nào nữa cả anh em. Đấy con nào uy tín thì mình chơi, không uy tín thì mình bỏ thôi. Con CF mình còn bỏ được nữa là mấy con kia anh em, mấy con dòng win anh em tốt nhất nên bỏ hết đi anh em. Đấy mấy con dòng win mình cảm thấy nó hút vãi cái đái ra anh em. Trước thì nó còn uy tín, còn bây giờ càng ngày nó càng nó đéo ra game mới nữa anh em ạ. Bây giờ nó bịp vãi nồi anh em. Thôi bây giờ mình sẽ làm một phát chẵn nhá. Câu này cầu chẵn nhưng mà mình tin là con 2 con 4 chứ mình không bắt con 6 đâu. Mở bát, ăn phát nữa nào mà nghỉ nào. Ok, chuẩn chưa anh em? Chuẩn như cơm mẹ nấu luôn. Ok, 166 cụ rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một tay cuối nha. Mình sẽ chơi một tay cuối này, không biết có liên lạc hà 200 cụ không này. Đấy vốn 900k không biết liên lạc 200 cụ không thì mời anh em đón xem cùng mình chơi tay cuối nha. Bây giờ mình sẽ bắt lại con 2 con 4 nha. Đấy. Nếu mà anh em gặp cầu kép, anh em cứ bệt cho mình. Anh em cứ chơi cầu kép cầu bệt cho mình. Đấy, đảm bảo anh em không bao giờ thua. Đấy anh em thấy chưa? Nó đi đôi 4 tiếp anh em thấy chưa? Đấy, ok, vốn 900k lên 197 củ anh em ạ. À. Xít soát nữa được 200 rồi. Thôi bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.